về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các con. Cô là Phương Thảo, người sẽ đồng hành cùng các con trong chương trình Môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, cô Thảo rất vui khi được đồng hành cùng các con trong chủ đề số 7, ôn tập học kỳ 1, bài 42, ôn tập biểu thức số. Tiết 1, luyện tập. Trong bài học này, cô và các con sẽ cùng nhau ôn lại cách tính giá trị của mỗi biểu thức. Trước hết, chúng mình cùng cô đến với bài tập số 1. Tính giá trị của biểu thức có tất cả 4 phần A, B, C, D. Trước hết, để làm bài tập số 1, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau nhắc lại cách thực hiện tính giá trị của biểu thức. Trong một biểu thức, chỉ có cộng, trừ, nhân hoặc chia. Ta sẽ thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Còn trong một biểu thức có nhân, chia hoặc chỉ có cộng, trừ, con sẽ thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Trước hết, chúng mình cùng cô làm phần A. Con thấy rằng trong biểu thức này chỉ có cộng, trừ, vậy con sẽ thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Nghĩa là lấy 47 cộng 36 bằng 83. Sau đó lấy 83 trừ 50 bằng 33. Vậy là giá trị của biểu thức A là 33. Tương tự như vậy, con làm phần B. Phần B, biểu thức chỉ có trừ và cộng. Con sẽ thực hiện lần lượt từ trái sang phải. 731 trừ 680 bằng 51. 51 cộng 19 bằng 70. Vậy giá trị của biểu thức B là 70. Phần C, chỉ có nhân chia, con sẽ thực hiện lần lượt từ trái sang phải. 85 chia 5 bằng 17. 17 nhân 4 bằng 68. Vậy giá trị của biểu thức C là 68. Phần D, chỉ có nhân và chia nên con thực hiện từ trái sang phải. 63 nhân 2 bằng 126. 126 chia 7 bằng 18. Vậy là vừa rồi cô và các con đã cùng nhau ôn tập lại cách tính giá trị của biểu thức chỉ có cộng trừ hoặc chỉ có nhân chia. Bây giờ cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng mình thực hiện tính giá trị của biểu thức của 4 biểu thức A, B, C và D. Con quan sát thấy vào biểu thức này sẽ gồm có cộng, trừ, nhân, chia. Con sẽ thực hiện nhân chia trước, rồi sau đó thực hiện cộng trừ sau. Trước hết, phần A. Ta thực hiện nhân trước, 14 nhân 6 bằng 84, 84 trừ 29 bằng 55. Vậy giá trị của biểu thức A là 55. Phần B, có phép nhân và phép trừ, con sẽ thực hiện nhân trước. 23 nhân 4 bằng 92, vậy sẽ bằng 192 trừ 92 bằng 100. Biểu thức C có chia và cộng, con sẽ thực hiện việc chia trước. 96 chia 8 bằng 12, 12 cộng 78 bằng 90, vậy giá trị của biểu thức là 90. Và biểu thức cuối cùng có cộng và chia, con sẽ thực hiện chia trước. 84 chia 6 bằng 14, vậy con viết bằng 348 cộng 14 bằng 362. Vậy là qua bài tập số 2, cô và các con đã cùng nhau ôn tập lại cách tính giá trị của biểu thức có cộng, trừ, nhân, chia. Con lưu ý con sẽ thực hiện nhân chia trước rồi cộng trừ sau nhé. Còn bây giờ, cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 3. Bài tập số 3 là một bài toán có lời văn, đề bài như sau. Mỗi bao gạo cân nặng 30 kg, mỗi bao ngô cân nặng 45 kg. Hỏi 3 bao gạo và 1 bao ngô cân nặng bao nhiêu kg? Để giải được bài toán này, trước hết chúng mình cùng cô phân tích xem bài toán cho chúng mình biết gì và bài toán yêu cầu chúng mình làm gì. Bài toán cho chúng mình biết 1 bao gạo cân nặng 30 kg, 1 bao ngô cân nặng 45 kg, và bài toán hỏi 3 bao gạo và 1 bao ngô cân nặng bao nhiêu kg. Trước hết, ta xác định thấy rằng đây là bài toán giải bằng 2 bước tính. Con cần đi tìm
số cân nặng của 3 bao gạo, sau đó con sẽ tìm được số cân nặng của 3 bao gạo và 1 bao ngô là có bao nhiêu kg. Và cụ thể với bài này ta trình bày bài giải như sau. 3 bao gạo cân nặng số kg là: lấy cân nặng của 1 bao gạo là 30 nhân với số bao gạo là 3. 30 x 3 bằng 90 kg. 3 bao gạo và 1 bao ngô cân nặng số kg là: lấy số cân nặng của 3 bao gạo là 90 cộng với số cân nặng của bao ngô là 45. 90 cộng 45 bằng 135 kg. Vậy đến đây ta đáp số 135 kg. Vậy là 3 bao gạo và 1 bao ngô cân nặng 135 kg. Đây là bài toán giải bằng hai bước tính. Các con hãy nhớ cách làm của dạng bài toán này nhé. Còn bây giờ, cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 4. Bài tập số 4 có đề bài như sau. Những biểu thức nào dưới đây có giá trị lớn hơn 80? Cô Thảo có tất cả 5 biểu thức A, B, C, D và E. Để biết được biểu thức nào có giá trị lớn hơn 80, thì trước hết chúng mình cần phải đi tìm giá trị của mỗi biểu thức. Với biểu thức A đầu tiên, 30 x 2 cộng 20. 30 x 2 bằng 60, 60 cộng 20 bằng 80. Vậy ta thấy rằng biểu thức này có giá trị bằng 80. Biểu thức B, ta có 100 chia 2 bằng 50, 50 cộng 50 bằng 100. Vậy biểu thức B có giá trị lớn hơn 80. Biểu thức C, ta có 60 chia 3 bằng 20, 20 cộng 70 bằng 90. Vậy biểu thức C có giá trị lớn hơn 80. Biểu thức D, ta có 40 x 2 bằng 80, 30 cộng 80 bằng 110. Vậy biểu thức D có giá trị lớn hơn 80. Biểu thức E, ta có 20 x 5 bằng 100, 100 trừ 30 bằng 70. Vậy biểu thức E có giá trị bé hơn 80. Nhìn vào đây ta có thể kết luận rằng những biểu thức có giá trị lớn hơn 80 đó chính là biểu thức B, C và D. Còn bây giờ cô mời chúng mình cùng đến với... Nhìn vào đây ta có thể kết luận rằng những biểu thức có giá trị lớn hơn 80 đó là biểu thức B, C và biểu thức D. Còn bây giờ, cô mời chúng mình cùng đến với bài tập số 5. Bài tập số 5 là một bài đố. Đố em, chọn dấu phép tính cộng trừ thích hợp thay cho dấu họ chấm. 5 ô chấm, 5 ô chấm, 5 có kết quả bằng 5. Nhiệm vụ của các con đó là phải điền dấu cộng trừ thích hợp thay cho mỗi dấu họ chấm. Con thấy rằng 5 cộng 5 bằng 10. 10 trừ 5 bằng 5, nên con có thể dễ dàng điền được các dấu cộng và dấu trừ thích hợp như sau. Ta có 5 cộng 5 bằng 10, 10 trừ 5 bằng 5. Vậy con sẽ điền như trên màn hình của cô Thảo. Vậy là thật dễ dàng để có thể vượt qua 5 thử thách của bài học ngày hôm nay phải không nào? Cô Thảo gửi lời khen ngợi đến các con đã học tập vô cùng xuất sắc đấy. Cũng như gửi lời cảm ơn đến các con đã dành thời gian theo dõi hết video bài học này. Và cô hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Xin chào các con, cô là Phương Thảo, người sẽ đồng hành cùng các con trong chương trình Môn Toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, cô Thảo rất vui khi được đồng hành cùng các con trong chủ đề số 7, ôn tập học kỳ 1. Bài 42, ôn tập biểu thức số. Trong tiết học trước, cô và các con đã cùng nhau tính giá trị của các biểu thức có phép tính, cộng, trừ, nhân và chia. Và trong buổi học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang tiết số 2, luyện tập tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc. Giờ thì hãy ngồi thật ngay ngắn và cùng cô Thảo chinh phục các thử thách thú vị của bài học ngày hôm nay nhé. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 1. Tính giá trị của biểu thức. Cô Thảo có tất cả 4 biểu thức. Con quan sát vào bài toán thấy rằng các biểu thức này đều là các biểu thức có dấu ngoặc. Vậy, nếu trong biểu thức có dấu ngoặc, thì ta sẽ thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc trước. Các con hãy nhớ nhé! Và áp dụng điều đó, chúng mình cùng cô làm phép tính đầu tiên. Trước hết, ta đi tìm kết quả chọn phép tính trong dấu ngoặc. 62 cộng 38 bằng 100, nên ta viết bằng 45 cộng 100 và bằng 145. Vậy, giá trị của biểu thức A là 145. Phép tính tiếp theo, ta tìm giá trị trong dấu ngoặc 96 trừ 54 bằng 42. Vậy ta viết bằng 182 trừ 42 bằng 140.
Vậy giá trị của biểu thức B là 140. Tương tự như vậy, phần C ta tiếp tục thực hiện các phép tính trong ngoặc trước. 4 nhân 2 bằng 8, vậy ta viết bằng 64 chia 8 bằng 8. Vậy giá trị của biểu thức là 8. Và phép tính cuối cùng ta thực hiện trong dấu ngoặc trước, 48 chia 6 bằng 8, nên ta viết bằng 7 nhân 8 bằng 56. Vậy là bằng việc thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc trước, cô trò chúng mình đã xuất sắc hoàn thành bài tập số 1 rồi. Còn bây giờ, cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 2 nhé. Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức dưới đây. Cô Thảo có tất cả 4 biểu thức. Có 4 chú cá heo và 4 trái bóng. Trước hết, chúng mình cùng cô làm phần A. Ta thực hiện trong ngoặc trước. 54 trừ 44 bằng 10. Vậy ta viết bằng 4 x 10 bằng 40. Nên con thực hiện nối với trái bóng 40. Biểu thức B. Ta thực hiện lấy 33 cộng 67 bằng 100. 100 chia 2 bằng 50. Vậy con thực hiện nối với trái bóng 50. Biểu thức C. Con lấy 25 cộng 45 bằng 70. 70 x 3 bằng 210. Nên con thực hiện nối với trái bóng 210. Và biểu thức D. Con thực hiện 24 x 2. Sau đó lấy 52 cộng với kết quả đó. Con viết bằng 54 cộng 48 bằng 100, nên con thực hiện nối với trái bóng 100. Vậy là bằng việc thực hiện tìm kết quả của mỗi biểu thức, cô trò chúng mình đã có thể dễ dàng xác định được giá trị của mỗi biểu thức này rồi. Thật dễ dàng và không nào? Còn bây giờ cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 3 nhé. Tính giá trị của biểu thức. Cô Thảo có hai biểu thức, 27 cộng 34 cộng 66 và 7 x 5 nhân với 2. Trước hết, chúng mình cùng cô làm phần A. Ta quan sát vào bài toán, ta thấy rằng nếu nhóm 34 cộng với 66 thì sẽ có được kết quả bằng 100. Cách tính như vậy sẽ nhanh hơn, nên ta thực hiện. Bước 1, nhóm 34 cộng 66, ta viết bằng 27 cộng mở ngoặc 34 cộng 66 đóng ngoặc. 34 cộng 66 bằng 100 nên ta viết bằng 27 cộng 100 và bằng 127. Đây còn được gọi là cách tính nhanh hay là cách tính thuận tiện. Tương tự phần B, ta thấy rằng 5 nhân với 2 bằng 10. Vậy ta sẽ nhóm 5 với 2. Ta viết lại 7 nhân mở ngoặc 5 nhân 2 đóng ngoặc bằng 7 nhân 10 và bằng 70. Đây được gọi là cách tính nhanh và cách tính thuận tiện. Các con nhớ nhé. Trong một bài toán các con thấy rằng nếu nhóm hai số nào với nhau mà được kết quả đó là số tròn trăm thì chúng mình hãy nhóm lại. Còn nếu nhân hai số nào với nhau mà được kết quả là 10 hay các số tròn trục thì chúng mình hãy nhóm lại nhé. Còn bây giờ cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 4. Bài tập số 4 có đề bài như sau. Người ta đóng 288 bánh xe ô tô vào các hộp. Mỗi hộp 4 bánh xe. Sau khi đóng các hộp vào các thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi người ta đóng được bao nhiêu thùng bánh ô tô như vậy? Để giải được bài toán này, trước hết chúng mình cùng cô phân tích xem bài toán cho chúng mình biết gì và bài toán yêu cầu chúng mình làm gì. Đóng 288 bánh xe vào các hộp. Mỗi hộp 4 bánh xe. Sau đó đóng các hộp vào các thùng. Mỗi thùng cần có 8 hộp. Và người ta hỏi đóng được bao nhiêu thùng bánh xe như vậy? Và đây là bài toán giải bằng hai bước tính. Với bài này, trước hết chúng mình sẽ làm như sau. Đầu tiên, chúng mình sẽ phải đi tìm xem 288 bánh xe đóng vào các hộp thì được bao nhiêu hộp bằng cách thực hiện phép chia lấy 288 chia 4. Sau đó chúng mình sẽ tìm được người ta đóng được bao nhiêu thùng bánh xe ô tô như vậy. Và cụ thể với bài này, ta trình bày bài giải như sau. Người ta đóng được số hộp bánh xe là 288 chia 4 bằng 72 hộp. Người ta đóng được số thùng bánh xe ô tô như vậy là ta lấy 72 chia 8 bằng 9 thùng. Vậy đáp số 9 thùng. Vậy là với bài này, cô Thảo phân tích lại. Bước 1, con phải đi tìm xem 288 bánh xe xếp vào các hộp thì được mấy hộp bánh xe bằng cách lấy 288 chia 4 bằng 72 hộp. Sau đó đóng các hộp vào các thùng, mỗi thùng cần có 8 hộp. Vậy thì chúng mình sẽ tìm xem người ta đóng được bao nhiêu thùng bánh xe ô tô như vậy bằng cách lấy 72 hộp, chia cho số hộp cần có trong mỗi thùng là 8,
72 chia 8 bằng 9 thùng. Vậy đáp số 9 thùng. Và đây là bài toán dạy bằng hai bước tính. Các con hãy nhớ nhé. Còn bây giờ cô mời chúng mình cùng đến với bài tập cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Bài tập số 5. Đố em. Chọn dấu phép tính cộng trừ nhân chia thích hợp thay cho dấu hỏi chấm để được biểu thức có giá trị bé nhất. Và trên màn hình của cô Thảo chính là biểu thức. Nhiệm vụ của các con đó là phải lần lượt thay các dấu của phép tính vào đây để biết được biểu thức nào sẽ có giá trị bé nhất. Trước hết cô Thảo sẽ chọn dấu cộng. Cô Thảo được biểu thức đó là 6 nhân 6 cộng 6. Ta có 6 cộng 6 trong ngoặc bằng 12. 12 nhân 6 bằng 72. Vậy giá trị của biểu thức này là 72. Tiếp theo, cô chọn dấu trừ. Cô được biểu thức đó là 6 nhân mở ngoặc 6 trừ 6 đóng ngoặc. Ta có 6 trừ 6 bằng 0. Vậy 6 nhân 0 bằng 0. Vậy giá trị của biểu thức là 0. Ta sẽ thay dấu nhân. Ta được biểu thức là 6 nhân mở ngoặc 6 nhân 6 đóng ngoặc. Ta có 6 nhân 6 bằng 36. 36 mà nhân với 6 thì sẽ có kết quả đó là bằng 216. Vậy giá trị của biểu thức là 216. Và cuối cùng đó là cô Thảo thay dấu chia. Cô Thảo có biểu thức đó là 6 nhân mở ngoặc 6 chia 6 đóng ngoặc. Ta có 6 chia 6 bằng 1. 6 nhân 1 thì bằng 6. Vậy giá trị của biểu thức đó là bằng 1. Vậy đến đây ta có thể kết luận được đó là giá trị nào là bé nhất. Chắc chắn giá trị bé nhất ở đây đang là giá trị bằng 0. Vậy nghĩa là con sẽ chọn dấu phép tính thích hợp để thay cho dấu hỏi chấm chính là dấu trừ. Vậy là vừa rồi bằng việc thực hiện thay lần lượt các phép tính vào dấu hỏi chấm, cô trò chúng mình đã có thể tìm được biểu thức nào có giá trị bé nhất. Một bài toán đố vô cùng thú vị phải không nào? Vậy là ngày hôm nay, cô và các con đã cùng nhau vượt qua 5 thử thách của bài học. Cô Thảo khen các con đã rất cố gắng và vô cùng giỏi. Cô Thảo gửi lời cảm ơn đến các con đã dành thời gian theo dõi hết video bài học này. Và cô Thảo hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.